Chào các bạn, sáng hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn công thức làm món nước ép. Khi mình có một chuyến đi vượt xa mà không có thiết bị bên mình thì mình tận dụng cái nguồn nguyên liệu trái cây nào mà mình chỉ cần dùng cái lưới lọc. Lưới lọc mà mình có thể vắt và tạo ra đi nước ép ngon lành và uống vào lúc sáng sớm cho mình. Nguyên liệu của mình đây là nửa trái đu đủ. Loại trái đu đủ nào mà chín mềm á thì nó dễ bắt, có nhiều nước. Trái đu đủ này tầm 1 ký ha, nửa trái thì sau khi mình sơ chế này nọ thì có thể còn là 400 g. Và mãng cầu này cũng vậy, mãng cầu này tầm 350 đến 400 g. Cái mãng cầu này hôm qua là chị bạn của mình biếu. Mãng cầu mình không có dùng một ăn được ăn, tại vì mình ăn cái đường axit trong mãng cầu này nó sẽ làm bò mò men răng và gây ra cái ê răng buốt ra. Và nửa trái chanh các bạn, và cộng thêm 250 ml nước lọc. Và sau khi mình dắt ra đó, đây là cái bằng bã nè, nửa trái chanh trên cái thành phần giống bên này thì với cái nước lọc này đó. Nước lọc này mình mua ở chợ, dùng chuyên lọc bã nước cốt dừa đó, thì mình sẽ cho ra được 2 ly nước ép như thế này. Cái này thành phần cho 2 người, và sẽ một cái phần còn lại giống như vậy mình sẽ đóng chai, và khi sáng nay mình đạp xe đạp mình sẽ mang theo mình uống để cung cấp năng lượng khi mà cơ thể nó hết pin, nó dấu hiệu là đói thì mình uống vài cụm đấy mình chạy tiếp, là mình đói mình uống tiếp. Rồi chúc chia sẻ với các bạn, các bạn nào có đi xa thì chỉ cần chuẩn bị cái lưới lọc ha. Do mình ở cái phòng cũng tiện nghi, chuyên cho những người tổ chức tiệc đó, chén bát dĩa ly đầy đủ, nên mình có thể làm được món nước ép này. Còn bạn nào mà không có điều kiện thì mình có thể mang theo cái thao cái gì đó phục vụ cho việc vắt nước ép của mình. Do chế độ mình ăn ngày bữa nên rất cần thiết để có nước ép, không có nước ép là ngày đó mình thiếu hụt năng lượng và hôm sau có thể bị xuống cân. Rồi, xin chào các bạn nhé, hẹn gặp lại.